Châu. Ủa mẹ. Con cũng đang định kiếm mẹ nè. Có chuyện gì hả con? Sao chị Bảo Ngọc về quê lâu vậy mẹ? Chị về quê đám giỗ rồi thăm nhà luôn. Chắc vài bữa chị mới lên tới đó. Mẹ, điện thoại gọi chị lên liền đi. Con sắp chịu hết nổi rồi đó. Chà, ở mấy mấy ngày đã quý mến rồi ha. Một người thua con về mọi mặt như vậy thì làm gì có chuyện con quý mến hả mẹ? Thôi, mẹ kêu chị lên đi. Nhà không có ai hết trơn, không có ai cho con sai bảo. Bực bội gì đâu á. Gì? Con coi chị như người làm đó hả? Thì cái việc chị Bảo Ngọc ăn nhờ ở đậu nhà này thì cũng giống như là người giúp việc rồi. Trời ơi, Bảo Ngọc dù sao nó cũng là chị họ của con. Con không nên coi nó là người giúp việc như vậy được. Trong mắt con á, chị Ngọc đến ăn nhờ ở đậu ở đây thì cũng như là người giúp việc rồi còn gì nữa. Thôi mẹ, điện thoại cho chị kêu chị lên đi. Còn mấy á, thì mẹ kêu chị Tư về đây gấp đi. Nhà không có ai cho con sai hết á. Thôi con à, lúc này thi xong con rảnh rỗi rồi con ra, con bán phụ mẹ đi. Chờ vài bữa chị Ngọc lên nha. Phụ mẹ bán giải hả? Ừ. Thôi, trời ơi, con về tự nhiên mẹ kêu con ra chợ phụ bán giải. Mẹ kêu chị Bảo Ngọc đi. Nè, con giúp mẹ mấy bữa thôi mà, vài bữa nữa chị Ngọc lên liền à. Thôi, con không ra tiệm bán giải đâu. Mẹ yên tâm đi, ngày mai con kêu chị Bảo Ngọc lên đây. Ở cái chỗ quê mùa vậy, có gì vui đâu mà ở lâu vậy. Thôi, nếu con không đồng ý thì mẹ ráng thêm mấy bữa nữa vậy. Để Bảo Ngọc nó thoải mái, nó thăm nhà đi. Mẹ yên tâm đi, chắc chắn ngày mai chị Bảo Ngọc sẽ có mặt ở đây. Con nghe điện thoại đi. Dạ. Alo, Minh Châu hả? Nè, chị ăn dỗ xong chưa? Ăn xong rồi thì lên đây đi. Nhà cửa mai dọn dẹp, dơ giấy bực mình quá. Hay là chị muốn trốn việc ở dưới luôn phải không? Chị biết rồi, xong việc ở đây á là chị lên liền à. Mà trước khi về chị đã xin cô chú rồi mà. Chị phải tự biết trách nhiệm của mình chứ. Việc nhà, việc ngoài tiệm nữa ai lo? À, hay là chị muốn mẹ tôi lo hết cho chị đúng không? Nhưng mà nếu em thương cô, em cũng có thể giúp cô được mà Minh Châu. Nhưng mà tôi không thích làm những chuyện đó. Những công chuyện đó là dành cho chị mà. Ngày mai chị phải trở lên đây đi. Vậy nha. Minh Châu.